Thôi chuyện gì? Chị ơi, chị kéo cái nón ra chị. Chị chạy vô rồi, con em nó sanh nó được 8 ngày. Chị ngồi rồi. Đi. 8 ngày rồi. Nó lỗ, chồng bị bỏ rồi, chồng nó đưa lên với bỏ rồi, không quan tâm tới. Trời ơi, em khổ quá, lo hết mấy triệu rồi, em hết tính ăn nổi rồi. Em kêu người giúp mà biết ai, cái em hỏi thăm cái anh Thánh Tàng á, người ta chỉ anh Thánh Tàng à. Em hỏi anh nghĩ anh xin cái người giúp. Giúp là giúp cái gì vậy? Giúp cho em, cho cháu lên nhà thương. Thì là ai? Con gái em là bị cái gì? Mổ và đẻ mổ á chị, giờ thương mất rồi. Giờ không có tiền khả năng, chị cũng thương em, giúp em. Cho em xin cái hàng này là chôn. Ủa, có đẻ hồi nào mà con mất? Dạ mới từng rồi. Mới từng nay chị. Mới từng nay ạ. Đẻ từng nay rồi mà sao mất? Để em cú á rồi nghe đó. Cú nằm đầu cái thai. Mới chỉ mới điện, mới điện nó mất rồi. Khổ quá em. Là em đẻ được từng rồi. Dạ. Mà nằm ở bệnh viện á, tao nghe giỏi rồi bác sĩ mới điện cho em là nói lúc 5 giờ chiều, 17 giờ chiều. Em mấy tháng mà giống như bỏ nằm lồng kính hay sao? Thở oxy còn mấy. À mấy tháng mà em đẻ? Dạ em cũng không biết, không có hỏi nữa, bác sĩ không chơi nữa. Tại vì em đau chuyển dạ là lên là cho mỗi tiền luôn. Không ý lúc mà em mang bầu mấy tháng mà em sanh bé á? Lúc em siêu âm là 37 tuần. 37 tuần hả? Mấy ngày. Mới 37 tuần rồi đi sanh rồi coi như thiếu tháng rồi. Dạ. À, để lấy cái ghế cho em ngồi thôi. Dạ, em ngồi rồi, cho nên anh Thánh Tàng á, cám anh dụ em giúp chị ủng hộ cho em xin cái hàng cho cháu về. Khổ quá. Thôi đi con. Em ngồi xích vô xíu. Là bây giờ trường hợp ở đây, đây là chị tên gì vậy? Trịnh thì được. Hả? Trịnh thì được. Trịnh thì được. Hôm nay bao nhiêu tuổi? Em 49 tuổi rồi. 49 tuổi. Rồi em nay 27 tuổi. Con gà. Cũng gọi là con của chị thôi. Gà. Rồi em mời chị đi giúp em cho cháu mang về chôn. Bây giờ cảnh khó khăn chị giúp em. Là bây giờ cũng như nó đứa bé nó mất ở trong bệnh viện. Dạ, vậy là bệnh viện là bác sĩ kêu bỏ về dạ. Cảm nhận như làm chết cái không có giống như à giờ bác sĩ được rồi hả? Mà sinh ra nó còn non ngày tháng nó bỏ lồng kiến hay sao? Dạ. Mà khi sinh ra có bị gì không mà sao nó kiểu nói, nó chưa nói năng gì đó. Không có nó bé có bị cái gì không? Hay là chỉ thiếu tháng là bỏ lồng kiến thôi? Dạ em bé bị siêu hô hấp. Siêu hô hấp hả? Dạ. Rồi thở bằng máy, truyền dịch kháng sinh. Rồi ông xã của em đâu? Bỏ có bỏ thôi. Bỏ liền bao nhiêu tháng, bốn tháng này rồi nó lên rồi lên đây bỏ luôn rồi. Ờ ông xã em tên gì? Dạ. Ông xã em tên gì? Thôi ông xã đi bỏ rồi đó đi. Ông xã em bị mắc rồi. Cái tâm quen bị mắc rồi. Ông xã nó đâu? Ông xã nó gần ở dưới quê á. Tên Giang á, thằng gì á, tên họ gì đó. Bỏ rồi. Nó có cưới đi. Hỏi gì không? Không, nó lấy rồi bỏ rồi chị ơi. Vậy bỏ 4 tháng nay luôn hả? Dạ, 4 tháng nay dạ. Sao tóc tai bù xù vậy hả? Con nó điện, nó sĩ điện nó rung rung tay chân. Rồi sanh ra cả tuần nay. Dạ. Bác sĩ nó bỏ ra để lồng kính rồi cho mẹ xuất viện về. Dạ, trước xuất hai bữa về. Mới hai bữa à. Mới về hai bữa. Dạ. Rồi bác sĩ kêu vô nhận xác vô. Dạ, cho em về. Giờ ý mình là đến đây để nhờ anh Sang xin cái quan tài. Dạ. Em bé. Dạ. Quan tài mà quan tài người lớn thì có, thì quan tài em bé thì không có. Đó, nhưng mà để chị hỏi lại bên mấy người mà đòi hỏi là anh Sang coi sao ha. Ừ. Chị giúp anh Sang cho cái gì? Xin cái quan tài bỏ cháu vô. Ừ. Rồi đem đi thiêu luôn hay sao? Dạ đi thiêu luôn. Xin đi thiêu luôn á hả? Dạ, đi thiêu. Có tiền để đi thiêu không? Dạ không.
Hả? Dạ không. Khổ. Chị làm nghề gì chị? Em làm mướn. Ai muốn gì làm nấy hay sao? Dạ, muốn gì làm nấy. Em tên gì? Dạ, em tên Phước. Phước hả? Dạ. Giấy thì chồng mình là chị Trọng, ở ngoài tên Phước. Ở trong giấy tên Trọng, ở ngoài tên Phước. Dạ. Phước mà sao vô Phước vậy? Dạ, hay là có Phước? Không có tiền để mua quan tài cho con nữa. Dạ, cháu vậy không? Mấy đứa trẻ à. Bữa nhà bệnh viện hết mười mấy triệu. Em chạy mượn người ta rồi trả khả năng trả mượn. Bệnh viện để sanh con á hả? Em chạy mượn mười mấy triệu, hai triệu rồi. Em lo sanh bổ hả? Giờ lo hết rồi, em khả năng hết nổi rồi. Em hết nổi em rồi, em nhờ người ta chính quyền ở đâu giúp đỡ mà tấm tàng nè. Đang ta chỉ anh mới nói tấm tàng giúp đỡ cho em là chỉ đi. Chị cũng thương anh mới ta giúp đỡ cho em. Rồi em chờ xíu để ngồi em mà. Em gọi em nhắn rồi có gì để em trả lời chị nha. Mà chồng thì bỏ 3-4 tháng. Bỏ luôn hay sao? Bỏ luôn hay là mai mốt á sửa sẵn thấy đẹp đẹp quay lại. Quay lại rồi đẻ con đứa nữa. Rồi khổ nữa. Rồi đẻ lần giờ đẻ vậy mà cuối cùng khổ quá rồi không có lo cho con được. Dạ khổ của mình em mà trời đất mình em mà không có ai. Có còn mà chị có mấy đứa con? Thằng trai nó mười mấy tuổi. Mới mười mấy tuổi hả? Dạ. Mấy gái lớn hả? Dạ. Nhìn thấy con vậy đau lòng quá, phải không? Dạ. Có cái nào. Để em hỏi anh Sang. Thành thử em vậy cũng phụ. Như vậy cũng mấy chị phụ nữ. Thương em giúp em rồi cảm ơn. Thì em mới điện báo cho anh hai của anh Sang á, tại vì anh Sang đang ngoài miền Trung. Thì anh có nói là cứ như hòm người lớn thì có, cứ quách em bé thì bây giờ không có sẵn, mà giờ này thì cũng tối rồi. Thì bác sĩ báo với mình là về nên làm thủ tục để nhận xác của bé về. Thì thôi để ngày mai đi ha. Thì ảnh cũng liên hệ với để coi có ấy được cái quách không. Rồi gia đình mình là xin đem đi thiêu đúng không? Dạ, xin đi thiêu luôn vậy. Trịnh mình tên gì? Trịnh Thị gì? Được. Trịnh Thị Được. Dạ. Nghe nhờ chị với anh Trang với nữ thương em giúp em nha. Em cảm ơn nha chị. Còn em tên gì? Phan Thị Trọng. Phan Thị Trọng hả? Dạ. Em có xài điện thoại gì không? Không. Không có xài hả? Qua đây cho của em đưa cho nó cũng được. Giữ như người là không, với là tại vì tính hỏi thăm coi hai mẹ con có điện thoại không để mình rồi em trước có mẹ hư rồi nước hư với nước rồi em có chài con một cái rồi bây giờ cái chương trình của tụi em á là khi giúp đỡ á, tụi em để ghi hình chia sẻ để cho mạnh thường quân với lại cho tất cả mọi người người ta cảm nhận được cái hoàn cảnh mình rồi để mà người ta hiểu được cái công việc của anh Sang làm đó, rồi có thể người ta sẽ chia sẻ những cái lời cầu nguyện hay những cái lời động viên gì đến cho từng hoàn cảnh đó là như vậy đó. Chị cũng đồng ý ha. Thì đó là những cái gì đó, một cái khoảnh khắc mà nó cũng buồn chứ không phải là vui. Nó buồn có để mà mình để là một cái kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ để ngày mai ha. Có gì thì ngày mai anh hai sẽ điện liên hệ với chị. Thì em cũng không có biết rành về cái việc này. Không có gì cái việc bên mà xe cứu thương không đồng với lại mấy cái việc mai táng gì thì Thị không có nắm rành. Thì có gì ngày mai như thế nào thì anh hai sẽ điện cho chị báo với chị và sẽ lo cho về cái việc mà liệm bé và đem đi thiêu. Đi thiêu rồi mình định đem bé như thế nào? Tự mình đem gửi chùa ha, mình có chọn nơi nào chưa? Chưa, mất hồn quá em không biết, em nhiều chân tay cái này mình giờ á, mình đi hệ trước đi chứ giờ
bên đây thì Thủy không có biết được là mình phải gửi ở đâu, cái đó là quyết định của mình nha. Thì ở đây là nếu như mà anh hai sẽ với anh Sang á, anh hai là anh ruột của anh Sang, thì sẽ liên hệ mà giúp được an táng cho bé. Thì thôi qua đây cũng xin chia buồn với lại chị với con nha, với em gái này nè. Cảm ơn chị và em cũng cảm ơn anh hai với anh Sang với chị con nữ giúp em ăn ơn, em cũng ăn ơn. Nhưng mà cảm thấy khổ quá, nghèo quá, trời hết nổi. Nhờ anh Tám ta chỉ với em luôn, nghĩ anh chỉ qua đây cho em. Thì chú Lai cũng ở gần đó hay sao? Chú Lai cũng ở gần đó không? Thì chú Lai cũng là tình nguyện viên ở đây. Dạ. Đó, cũng phù hợ này kia nọ. Nhờ anh ta chỉ giúp em với anh nghĩ anh. Em cũng biết. Mà nếu mà chú Lai không chỉ thì sao? Đâu em không biết đâu, em cũng biết đâu mà. Không biết tao mò không? Dạ, em quýnh nó trơn với đồng mò. Thì đó cũng là nấm ruột của mình mà. Dạ. Phải lo cho an táng cho đàng hoàng tử tế. Dạ. Dạ. Rồi con cũng cố gắng lên nha. Em cũng cố gắng lên. Thôi bây giờ hôm nay thì chị sẽ ghi nhận về việc này, thì sẽ chia sẻ đến với mọi người, và cũng mong là hai mẹ con cố gắng ha vượt qua, thì chị có thể mình gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái như mạnh thường quân đi. Cảm ơn chị. Về đi tắm về con. Gửi lời cảm ơn không? Dạ cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh chị Long Quân đã trợ cho em. Em cảm ơn nhiều. Hôm nào em cũng khổ quá năng có nhờ anh chị giúp đỡ cho em. Em cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô chú đi con. Sao con? Buồn hả con? Buồn, mắt buồn. Mới nghe tin được. Hả? Mới điện, chạy điện em lên điện xin mắt cái buồn. Mới thầy ngợi mấy bước vô cũng tụt. Ôi đừng có ngợi mổ á. Mới sanh được mấy ngày à. Mới sanh lần đầu luôn hay sao? Sanh con so lần đầu tiên hả? À, sanh mổ luôn hả? Sanh mổ. Ôi đừng có. Đừng khóc nữa con. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Giữ gìn sức khỏe đi và cố gắng lên. Bây giờ giống như con cũng đi về lên trời rồi nha. Cũng như là đứng thiên liêng đã rước con đi sớm nha. Con không có nhân duyên để sống với mình nha. Rồi con đã về trời. Cho nên thôi con cố gắng lên nha. Rồi cái gì ngày mai á là anh hai sẽ điện cho chị nha. Dạ. Thôi hai mẹ con. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị anh chị nhiều. Kéo áo rồi cho nó ấm lại nha, mới xanh đó. À, chị ơi. À, nhà còn gạo gì ăn không? Hả? Cho gạo đi, cho cô gạo. Rồi cho chị bao gạo đi. Bao gạo với lại một phần quà nha. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Con cháu. Dạ. Dạ.